Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Gaming LDK. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục những lỗi trên máy tính, trên Windows 7, cụ thể là vậy nha. Nó có nhiều tình huống lắm, ví dụ như là bị mất biểu tượng kết nối mạng, hoặc là nó bị lỗi cái màn hình background này chẳng hạn. Đây thì các bạn sẽ vào start và ở cái khung tìm kiếm run này, các bạn gõ chữ service. Đó, nó ra cái hình bánh răng nè, hai cái bánh răng nè, service s nè, cái đầu tiên nè, các bạn bấm vào, click chuột vào đó. Đây, sau khi click chuột vào nó sẽ ra cái phần này mà các bạn chọn startup time. Đây, nó sẽ có nhiều phần khác nhau như là local system hoặc là network service đó. Thì như mình ở đây là mình đã automatic hết rồi, tức là nó đã tự động hết rồi, cho nên cái màn hình desktop nó sẽ như bình thường. Còn nếu như các bạn nó bị đây chỗ này, nó như các bạn bị disable, thì tức là cái chương trình này hoặc là cái phần mềm này nó sẽ bị đóng lại mà nó không hoạt động được nữa. Ví dụ như là bạn có cái trình duyệt virus Caspery Antivirus nào, khi mà mấy bạn bị lỗi virus đó thì mấy phần này sẽ bị tắt hết đi, nó bị disable hết đi, thì cái phần mềm diệt virus nó sẽ tự thông báo lên là một vài phần mềm không hoạt động, vậy là máy tính của bạn ở trong tình trạng nguy hiểm. Thì các bạn vào phần service này, các bạn chọn automatic hết lên, tức là tự động hết lên đó. Mấy cái phần manual này các bạn chọn tự động luôn. Còn mấy cái mà có chữ delay start này nè thì bạn kệ nó. Còn mấy phần manual nè chọn tự động hết lên, chọn hết là automatic hết lên. Sau đó các bạn tắt đi và khởi động lại. Sau khi khởi động lại thì những phần mềm nào cần được sử dụng thì nó sẽ giữ là automatic. Còn phần mềm nào mà không cần á, ví dụ như là nhãn hiệu nè, manual là nhãn hiệu nè, thì nó sẽ tự chỉnh về manual. Đó, chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn nhớ like, share, subscribe và ủng hộ cho kênh mình nha. Tạm biệt các bạn.